Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn ơi, có bao giờ các bạn rơi vào hoàn cảnh luôn bị người khác gây khó dễ hay chưa? Hay mặc dù bạn chẳng làm gì hại đến người khác nhưng vẫn luôn có người tìm cách để gây chuyện với bạn hay không? Hơn thế nữa, cho dù bạn đã cố gắng thân thiện và hòa đồng nhưng vẫn có những kẻ giữ thái độ khó chịu với bạn. Không biết các bạn thế nào, thực sự thì Bí Quyết Thành Công đã gặp rất nhiều những trường hợp như thế này. Hồi đầu thì mình cũng cảm thấy chán nản và buồn bã. Và nhiều lúc thì cứ tự dằn vặt bản thân mình, tại sao mình không làm gì sai mà họ lại đối xử với mình như vậy. Thế nhưng rồi thì Bí Quyết Thành Công cũng đã tìm được ra cách để xử lý vấn đề này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách giải quyết đó ở video này. Nếu các bạn xem hết video này thì mình tin rằng chắc chắn các bạn sẽ có những giải pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề mà bất cứ ai cũng gặp phải này. Và đừng quên lấy giấy bút ra để ghi chép lại những kiến thức có trong video để sau này có thể áp dụng vào cuộc sống của chính mình nhé. Các bạn thân mến, người xưa đã có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đúng quả thật là như vậy, lời nói chẳng mất mát gì để có thể làm mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp hơn cả. Với những người mà mình thích, mình mến họ thì câu chuyện trở nên rất dễ dàng. Nhưng còn đối với những người mình không thích hay nói quá là mình ghét họ đi thì mình nên lựa lời làm sao để không mất lòng nhau đây. Hãy xem cách của những người giàu xử lý như thế nào trong video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công nhé. Các bạn có đồng ý với Bí Quyết Thành Công rằng thường thì khi có ai đó nói xấu bạn hay có ý muốn gây sự với chúng ta thì đa số đều có những phản ứng đáp trả ngay lập tức nếu như cảm thấy yếu thế hơn họ. Những kẻ này thường rất thích gây sự chú ý bằng cách làm nhảm đủ thứ trên trời dưới biển. Đặc biệt, khi bạn đang bận làm công việc quan trọng thì người đó luôn luôn tìm cách để làm vướng chân vướng tay bạn mới oái ầm chứ. Và điều này sẽ khiến bạn có thể nổi khùng ngay lập tức. Không những thế, những người nóng tính thì ắt hẳn sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra. Song đối với những người thông minh giàu có thì họ chọn cách xử lý khác biệt hơn. Họ không lẩn trốn những kẻ đáng ghét kia, cũng không phản ứng ngay lập tức, mà họ sẽ phân tích trước khi đưa ra quyết định chính xác. Và tất nhiên, những phân tích này sẽ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian đủ ngắn để chấm dứt vấn đề này. Trước tiên, họ sẽ suy nghĩ về những câu hỏi của họ, xem liệu rằng mình có phải là người đang chỉ ra những lỗi sai thật sự mà mình mắc phải hay không. Không những thế, họ còn biến phiền phức thành cơ hội để học tập nữa đấy. Đó chính là rèn luyện khả năng chịu đựng áp lực, cũng như khả năng tập trung cao độ khi làm việc ở những nơi ồn ào. Vì họ hiểu rằng, công việc của họ là điều cần thiết, cũng như học hỏi kinh nghiệm sẽ giúp ích cho con đường phát triển của họ. Bình tĩnh suy nghĩ trước những lời nói của những kẻ mình không ưa. Ngoài ra, những kẻ hay gây sự này sẽ giúp cho những người giàu cách bình tĩnh xử lý mọi công việc một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thay vì sử dụng bạo lực. Và tất nhiên, những lời nói đáp trả sẽ mang nhiều hàm ý bên trong đó. Và nếu như là một kẻ có học thì có thể sẽ phải im lặng ngay lập tức khi ngẫm ra ẩn ý đằng sau từng câu nói đó. Những người thông minh, họ biết cách lựa chọn những câu nói để đối phương nghe êm tai nhưng đủ để họ hiểu cần phải làm gì vào lúc này. Các bạn ơi, khi một người luôn luôn làm phiền bạn với những thái độ bất lịch sự và thiếu tôn trọng, thì hầu hết mọi người cũng có những phản ứng tương tự để đáp trả. Không những thế mà còn sử dụng những hình thức còn nham hiểm và thiếu tôn trọng hơn, hay có thể gọi là ăn miếng trả miếng. Hành động này chỉ làm cho mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn mà thôi, và sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp cả. Tại sao không nghĩ rằng mình có thêm một người bạn thật sự thay vì là một kẻ thù hay gây sự? Và đây là điều thứ hai mà người giàu nên ứng xử với kẻ hay gây sự với họ, đó chính là tôn trọng người khác. Tại sao lại làm như vậy? Bí quyết của người thành công đó chính là họ dùng sự tôn trọng để đáp trả lại hành động thiếu tôn trọng. Song, bạn phải sử dụng thành tâm thì mới có thể đánh vào tiềm thức của họ được. Bởi vì sao ư? Con người khi sinh ra không ai có tính xấu cả. Vì thế mà trong tiềm thức của họ luôn luôn ẩn chứa một con tim biết rung động. Bạn hãy sử dụng con tim mình để trò chuyện với con tim họ và chắc chắn sẽ thấy được hiệu quả bất ngờ. Như thế mới thấy được sự khác biệt giữa người thông minh và những người bình thường khác nhau như thế nào. Và điều này cũng lý giải vì sao mà người giàu luôn luôn dễ dàng thành công trên nhiều lĩnh vực như vậy. Có thể nói,
tôn trọng người khác không phải là sự lễ phép xã giao, mà nó phải đến từ sự hiểu, thông cảm và kính trọng người khác, được ẩn sâu ở trong tâm hồn của mỗi người. Tôn trọng ấy không có hàm chứa bất cứ sắc thái lợi ích nào, cũng như không bị ảnh hưởng bởi thân phận hay địa vị, thì đó mới là nét đẹp thuần túy nhất, chất phác nhất và cũng là sự báo đáp đáng giá nhất. Rất nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng rất khó để ghét người quý mến bạn. Các bạn thử nghĩ xem, nếu đồng nghiệp của bạn cảm thấy rằng bạn tôn trọng và quý mến họ, thì chắc chắn sự khó chịu của họ với bạn sẽ dần dần biến mất đi. Hãy nói chuyện với ai đó khác trong văn phòng mà bạn yêu quý và kính trọng về vấn đề người đồng nghiệp kia. Thông tin đó có thể sẽ được truyền lại một cách gián tiếp. Đồng nghiệp của bạn có xu hướng sẽ tin vào thông tin đó hơn nếu nó không trực tiếp tới từ bạn. Thể hiện sự quan tâm chân thành đối với lời nói của người đó. Mọi người thường có xu hướng yêu mến những người quan tâm và để ý tới họ. Bạn vẫn nên tránh người đó khi có thể, nhưng trong trường hợp bạn bắt buộc phải tương tác với họ, thì hãy lắng nghe những điều mà người đó nói một cách tích cực. Điều này sẽ giúp cho sự khó chịu của đồng nghiệp đó với bạn giảm bớt đi. Có câu nói này, lòng rộng một thước, con đường sẽ rộng một trượng. Hãy mở rộng tấm lòng đối xử với người khác. Bất luận đó là người bạn yêu mến hay chán ghét, bất luận là bạn bè hay kẻ thù, đều phải tôn trọng họ. Đây chính là một loại vũ khí, cũng là một loại trí tuệ. Các bạn thân mến, có một điều nữa là các bạn có chắc bản thân mình là một người luôn luôn làm tốt mọi thứ và người ta ghen ghét bạn chỉ vì điều đó hay không? Những người luôn luôn tỏ thái độ với ta có thể đang chính là chiếc gương phản chiếu bản thân mình trong đó. Vậy thì thay vì trách móc, than phiền về họ, tại sao chúng ta lại không suy nghĩ về bản thân mình trước, có phải không nào? Và đây là cách thứ ba, vừa là để ứng xử với người khác, vừa là để nhìn nhận lại chính bản thân mình các bạn ạ. Các bạn thân mến, đối với những người giàu có, họ sẽ suy nghĩ suy xét về chính bản thân họ và những việc mà họ đã làm. Có thể khi bạn làm một việc nào đó thật sự tốt với đa số, xong lại có một số ít nào đó lại bị thiệt thòi. Điều này làm họ bực bội và khó chịu đối với bạn. Lúc này, nếu là người thông minh, họ sẽ ngồi lại cùng trò chuyện với những kẻ đã gây sự với mình và nói với họ về những quyết định của mình. Điều này sẽ làm giảm đi sự khó chịu trong người họ đối với mình và có thể trở thành một người đồng nghiệp tốt nếu có thể xử lý tốt. Và tất nhiên, với người thông minh thì họ biết phải xử lý như thế nào là hợp lý để không làm người khác phải bất mãn. Tiếp theo là cách số 4, đó là chúng ta hãy cố gắng hạn chế tương tác với những kẻ không ưa mình. Cho dù không phải lúc nào bạn cũng có thể tránh né, nhưng hoàn toàn bạn có thể cố gắng hạn chế tương tác xuống mức thấp nhất có thể. Việc tránh tương tác này có lẽ là cách đối phó dễ dàng nhất. Với một số người thì tương tác là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là nếu hai bạn cùng làm việc trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, bạn có thể tránh nói chuyện cùng người đó trong phòng nghỉ hoặc trong giờ giải lao. Nếu bạn nhận thấy người đồng nghiệp đó bước vào thì hãy lịch sự xin phép ra ngoài bằng cách nói: "Ôi, tôi phải quay trở lại làm việc thôi, rất vui được trò chuyện với mọi người." Nếu như bạn bắt buộc phải tương tác với người đồng nghiệp đó thì hãy cư xử thật chuyên nghiệp, tránh nói tới những chuyện cá nhân hoặc những vấn đề không liên quan đến công việc. Khi phải đối phó với những người không thích bạn, điều này sẽ dẫn đến những tương tác tiêu cực đấy. Và điều cuối cùng mà chúng ta phải biết đó chính là sống chung với lũ. Cuộc sống xung quanh ta luôn luôn tồn tại rất rất nhiều loại người khác nhau. Một người chẳng bao giờ thành công nếu cố gắng sống vừa lòng với tất cả mọi người. Chính vì thế mà cần phải biết lựa chọn phong cách sống cũng như lối đi riêng cho mình mà bỏ ngoài tai những tiểu tiết vụn vặt kia. Người giàu thường thì họ chỉ xem đó như là một vật cản cần phải vượt qua trên con đường thành công của mình mà thôi. Chính vì thế, thay vì sử dụng hình thức kháng cự thì hãy sống chung với họ và nỗ lực hơn để chứng tỏ bản thân mình. Điều này giúp cho họ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, ý chí kiên cường hơn và không điều gì có thể làm chùn chân của họ trên con đường sự nghiệp. Người thành công luôn hiểu rằng cuộc sống này vốn dĩ đã là như vậy và hãy sống chung với nó thay vì cố gắng thay đổi những điều không bao giờ thay đổi. Trên đây là một số cách ứng xử của người giàu đối với những kẻ mà họ ghét. Các bạn có còn nhớ đó là những cách gì không? Hãy cùng Bí Quyết Thành Công tóm tắt lại. 1. Bình tĩnh suy nghĩ trước những lời nói của những người mình không ưa. 2. Tôn trọng người khác. 3. Nhìn nhận lại bản thân. 4. Cố gắng hạn chế tương tác. 5. Sống chung với lũ.
Và tất nhiên, không chỉ có 5 cách này mà còn vô số cách ứng xử tùy vào hoàn cảnh khác nhau. Bạn có thể chia sẻ với mọi người cách mà bạn hay áp dụng để chúng ta có thêm nhiều phương pháp hay. Các bạn hãy để lại bình luận ở phần bên dưới. Nếu như các bạn là một người thông minh nhưng lại là một người giao tiếp tốt, thì bí quyết thành công mong rằng các bạn sẽ nắm rõ và thuộc lòng những quy tắc này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn ơi, nếu các bạn thấy những video của Bí Quyết Thành Công hay và hữu ích thì nhớ bấm like và đăng ký kênh và bấm chuông để khi Bí Quyết Thành Công ra video thì bạn sẽ là người xem đầu tiên nhé. Và đừng quên rằng hãy chia sẻ video này tới nhiều người để lan tỏa tri thức, và biết đâu đấy bạn sẽ khiến cuộc sống của ai đó trở nên tốt đẹp hơn thì sao?